Chào mọi người nhé. Bây giờ đang là 1 giờ trưa và Vĩnh đi tưới cho vườn sầu riêng này. Đây. Đang lổ máy tưới. Rồi ở dưới kia thì xả cho ống nó chảy tự do. Thì vẫn cái vườn sầu riêng 5 hecta mà Vĩnh hay ra chăm sóc đó. Hiện nay chủ vườn có việc cho nên là nhờ Vĩnh ra tưới. Hồi đầu năm thì có kêu Vĩnh là ra tưới cho cả mùa này luôn, nhưng mà Vĩnh thấy cái hệ thống tưới này nó không hợp lý cho nên Vĩnh không có tưới. Bởi vì khi mình làm nên hệ thống nó không ổn rồi đổ thừa mình là làm không tới nơi chốn. Nhưng mà để Vĩnh đổi camera cho mọi người thấy nha. Vĩnh đã trước khi mà Vĩnh đi xịt thuốc rồi trước mùa tưới này luôn, Vĩnh đã nói với chủ vườn rất nhiều lần nhưng mà không nghe. Thì Vĩnh nếu mà người ta thay đổi như cái ý kiến của Vĩnh á, thì có thể Vĩnh ra làm. Nhưng mà chủ vườn mặc dù nhiều việc Vĩnh cũng muốn giúp đấy, nhưng mà như thế này thì Vĩnh không thể làm được. Bởi vì nó hư cây thì lại bảo là tại Vĩnh làm không tới nơi thì trốn. Giờ đây là 1 giờ trưa thì mọi người thấy đó. Đây là đang tưới nha. Trước đây thì mỗi cây 2 béc thôi, nhưng mà sau khi tưới rất nhiều, ngày nào cũng tưới, nhưng mà cái cây này nó mùa nắng nó chậm lớn. Thứ nhất là chậm lớn, thứ hai là mọi người đấy, bữa nay là do có 4 béc thì nó đỡ rồi, chứ bữa trước là nó vàng khè nhá, đọt ra rất ngắn, lá thì vàng, nhưng biểu hiện của thiếu nước. Thì đây mọi người thấy cái béng nó quay như này. Đây lắp cái béng này cho nên Vĩnh không có ra tưới là như vậy. Nhìn vậy chứ nước nó có mỗi ở đầu cái giọt này, mới cả ở trong kia là nó nhờ nó đụng vào cái lá cây nó rớt xuống thôi. Còn ở cái khu vực giữa này nó cần nhiều nước thì lại không có nha. Ngay cái đầu tàn cây thì không có. Vĩnh bảo là thay cái béc này đi, thì anh chị chủ vườn không thay. Bởi vì thay cái béc nhỏ hơn thì nó nghẹt. Đó, cho nên là không thay mà cứ dùng cái béc này. Trước đây 2 béc thì bây giờ gắn cho 4 cái luôn, xung quanh cái cây này luôn. Tới một lần chắc 30 cây. Mỗi một lần mở khóa ra là 30 cây. Thì đây 30 cây, mới dưới kia 30 cây nữa, 3-40 cây nữa. Thì mình đi tưới thì cứ xem cái nào nghẹt thì thông thôi. Còn lưu lượng nước này thì mọi người thấy đây này. Này nha. Mặc dù vẫn quay nhưng cái chỗ này cỏ vẫn khô này. À, lá cỏ vẫn còn khô luôn, giọt nước thì văng ra ngoài này, hoặc là nó đụng vô gốc mới tàn cây nó ở trong đó thôi. Ở đây mọi người thấy này, ngay cái chỗ cỏ chết, cỏ khô đó thì nó là cái khu vực mà nhiều rễ nhất của cây. Vĩnh rất ngại, mặc dù cũng muốn đi làm đấy, cũng muốn có việc, nhưng mà như thế này nếu mà làm thời gian lâu dài thì nó hỏng mất cái cây. Rồi lại bảo mình làm không tới nơi tới chốn cho nên là Vĩnh không có làm. Này thì kẹt quá. Anh chị đi trị bệnh. Thì Vĩnh có già phụ mấy ngày thôi. Đó, 1 giờ trưa. Còn lang thang ở giữa vườn này, nắng vỡ đầu luôn. Sáng thì xịt. Trưa nghỉ nắng quá không xịt được thì mở máy ra tưới. Tưới bao giờ mà bớt gắt có để xịt được thì lại tắt đi, xịt thì mai lại tưới tiếp. Thôi, xin chào, hẹn gặp lại mọi người nhé.